kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 và Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023. Tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương Bộ Công thương đã tổ chức hội thảo thúc đẩy nghiên cứu khoa học phục vụ quá trình đổi mới, hoàn thiện chính sách phát triển ngành công thương, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới. Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, học giả đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị thuộc Bộ Công thương đã có những tham luận đóng góp, đề xuất, giải pháp những tồn tại, khó khăn và kiến nghị cụ thể để hoàn thiện hơn nữa về hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển ngành công thương. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao các tham luận và ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia, quản lý, chia sẻ tại hội thảo. Điều này cho thấy công tác nghiên cứu khoa học công nghệ đã bám sát với các hoạt động của ngành công thương. Trong những năm qua, khoa học ngành công thương đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, kể từ sau Nghị quyết 20 NQTU về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được ban hành, nhiều công trình đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị nghiên cứu đã đáp ứng quá trình phát triển và hội nhập của ngành công thương nói chung và của nền kinh tế nói riêng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.